Những năm gần đây, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là học sinh được huyện ủy Yên Mô đặc biệt coi trọng. Hàng năm bên cạnh việc giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ trường trung học phổ thông trên địa bàn, huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, định hướng giúp các chi bộ tháo gỡ khó khăn, đảm bảo số lượng đi liền với chất lượng. Chi bộ trường trung học phổ thông Tạ Uyên là một trong những đơn vị đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh với số lượng không ngừng tăng lên qua từng năm. Riêng năm 2022 đã kết nạp được 13 học sinh ưu tú vào đảng, vượt kế hoạch được giao. Có được kết quả trên là do ngay từ khi các em học lớp 10, chi bộ đã chỉ đạo đoàn thanh niên trường rà soát, lập danh sách những học sinh có học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt, nắm bắt tư tưởng, động viên, định hướng, bồi dưỡng đối tượng đảng. Sau khi được cử đi học cảm tình thì nhà trường tiếp tục bồi dưỡng, theo dõi, tạo điều kiện cho các em tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Bên cạnh học tập thì nhà trường tạo cho các em rất nhiều những cái sân chơi bổ ích như những hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ, những hoạt động thiện nguyện và tất cả những bạn được cử đi học cảm tình thì trách nhiệm tham gia và các bạn tham gia hết sức nhiệt tình. Trong triển khai các phong trào thi đua, đợt sinh hoạt chính trị theo chủ đề, chủ điểm và hoạt động của các câu lạc bộ về học tập, văn nghệ, thể thao, các nhà trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho những học sinh ưu tú trực tiếp tham gia, tổ chức triển khai các hoạt động, tạo môi trường học tập, rèn luyện sôi nổi, từ đó giúp các em phát huy năng lực, bản lĩnh, từng bước trưởng thành. Từ khi em học lớp cảm tình đảng thì em đã xác định được phương hướng cho bản thân. Vì vậy mà em luôn nỗ lực trong học tập và hưởng ứng tích cực các hoạt động giống như là hoạt động khăn ấm tình thương, gửi đến những món quà ý nghĩa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao để bản thân có nhiều trải nghiệm và ngày càng trưởng thành hơn. Để được đứng trong hàng ngũ của đảng thì ngay còn khi là học sinh thì em đã phải cố gắng tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Ở lớp thì em đã tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập, còn ở trường thì em tham gia các hoạt động của đoàn trường cũng như là tham gia các câu lạc bộ giống như là câu lạc bộ truyền thông, câu lạc bộ tiếng Anh ạ. Thường xuyên tham gia các hoạt động của thôn, của xóm cũng như là các hoạt động của chi đoàn xã. Từ năm 2022 đến nay, đã có 119 học sinh ưu tú được cử đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, trong đó đã kết nạp được 41 quần chúng ưu tú vào đảng. Hầu hết các đảng viên mới đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, là hạt nhân tiêu biểu, tích cực trong các phong trào của trường cũng như nơi cư trú. Nhà trường thì có rất nhiều những cái hoạt động phong trào theo các chủ đề, chẳng hạn như là ngày 20 tháng 10, ngày 20 tháng 11, ngày 22 tháng 12, ngày 26 tháng 3 và ngày 19 tháng 5, tức là hoạt động theo các chủ đề để thu hút rất nhiều các đoàn viên thanh niên tham gia vào. Ngoài ra còn có các câu lạc bộ như là câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ truyền thông. Đặc biệt nhất nữa là câu lạc bộ tiếng Anh vẫn được duy trì hoạt động đều đặn, thu hút các em vào trong cái hoạt động để tìm ra những cái em mà có những cái nhân tố mới để phát triển đứng vào hàng ngũ của đảng. Những kết quả Yên Mô đạt được trong công tác phát triển đảng viên là học sinh đã góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.